Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chiến hạm Đức đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc phản đối. Ngày 15 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin, Trung Quốc lên án việc tàu hải quân Đức đi qua eo biển Đài Loan. Theo đó, quân đội Trung Quốc ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 9, đã lên án việc hai tàu hải quân Đức đi qua eo biển Đài Loan, nói rằng hành động này làm tăng rủi ro an ninh và gửi tín hiệu sai. Họ cũng nói thêm rằng lực lượng Trung Quốc đã theo dõi và cảnh báo các tàu này. VOA cho biết Trung Quốc, nước tuyên bố đảo Đài Loan cai trị dân chủ là lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ, nói chỉ có họ mới có chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển này. Cả Mỹ và Đài Loan đều nói eo biển này được tuyến đường thương mại chính, mà khoảng một nửa số tàu container toàn cầu đi qua là tuyến đường thủy quốc tế. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA cũng cho biết bộ tư lệnh chiến khu đông bộ của quân đội giải phóng nhân dân trung quốc nói rằng việc hai tàu một khinh hạm và một tàu tiếp tế đi qua eo biển là ngang nhiên khuấy động lực lượng hải quân và không quân của họ đã theo dõi và cảnh báo các tàu này trong suốt quá trình voa dẫn phát biểu của bộ tư lệnh chiến khu đông bộ nói rằng hành vi của phía đức làm tăng rủi ro an ninh và gửi tín hiệu sai binh sĩ trong chiến khu luôn trong tình trạng báo động cao và sẽ kiên quyết chống lại mọi mối đe dọa và hành động khiêu khích. VOA dẫn một thông cáo riêng của đại sứ quán Trung Quốc tại Đức cho biết, họ đã kháng nghị với Berlin và nói rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc, một lập trường mà chính quyền dân chủ tại Đài Bắc mạnh mẽ bác bỏ. "Vấn đề Đài Loan không phải là vấn đề tự do hàng hải mà là vấn đề chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc", đại sứ quán nói. "Eo biển Đài Loan là vùng biển của Trung Quốc" và không có cái gọi là vùng biển quốc tế nào cả, đại sứ quán nói thêm. Trung Quốc kêu gọi Đức tránh bất kỳ sự can thiệp nào có thể gây nguy hiểm cho sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương, đại sứ quán nói thêm. Theo VOA, chính phủ Đài Loan nói chỉ có người dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Bên cạnh đó, VOA cho biết thêm, các tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển này khoảng 2 tháng một lần, làm Bắc Kinh tức Dẫn. Một số đồng minh của Mỹ như Canada và Anh thỉnh thoảng cũng đi qua. Và đây là hình chiến hạm Đức. Vẫn theo VOA, Trung Quốc, nước chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thu phục Đài Loan, đã tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo này trong 5 năm qua, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc tập trận chiến tranh. Tuy nhiên, VOA dẫn lời Bộ Quốc phòng Đài Loan tháng trước nói rằng, Họ tin rằng Trung Quốc không có khả năng xâm lược Đài Loan trọn vẹn. Vì không có thiết bị, một phát biểu đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kích vào ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 9. VOA cũng dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim phát biểu tại Bắc Kinh rằng những tuyên bố của chính quyền đảng dân tiến là hoang đường và lố bịch khi nhắc đến đảng cầm quyền của Đài Loan. Việc thống nhất hoàn toàn tổ quốc là điều tất yếu lịch sử. VOA tiếp tục dẫn Hải tuần Đài Loan cho biết, cũng vào thứ Bảy ngày 14 tháng 9, họ đã một lần nữa điều tàu đến theo dõi và cảnh báo bốn tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển hạn chế, tiếp cận gần quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, nằm ngay cạnh bờ biển Trung Quốc. Các tàu Trung Quốc tiếp tục khiêu khích và phá hoại hòa bình ở eo biển và hải tuần quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Đài Loan bằng cách duy trì các nguyên tắc không khiêu khích, không xung đột, và không tỏ ra yếu kém, lực lượng này cho biết. VOA cũng cho hay các cuộc gọi của một hãng tin quốc tế đến Bộ Quốc phòng Trung Quốc để yêu cầu bình luận về sự kiện trên đã không được trả lời. Hai tàu chiến Đức đi qua eo biển Đài Loan bất chấp cảnh báo của Trung Quốc Ngày 13 tháng 9, nhà báo Hiếu Bá Linh tổng hợp cho biết về thông tin trên. Theo đó, cũng trong ngày 13 tháng 9, mặc dù Bắc Kinh trước đó đã cảnh cáo nhưng hai tàu chiến của hải quân đức tàu khu trục baden württemberg và tàu tiếp tế phân phục amay vẫn đi qua eo biển đài loan trên hành trình từ cảng incheon ở hàn quốc đến thủ đô manila của philippines động thái này có thể gây ra căng thẳng ngoại giao giữa đức và trung quốc theo luật pháp quốc tế eo biển đài loan không phải là vùng nội thủy của trung quốc cho nên tàu thuyền được tự do di chuyển qua đây Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc không chỉ tuyên bố đảo Đài Loan là lãnh thổ của mình mà còn tự cho mình quyền cấm tàu chiến nước ngoài đi qua eo biển này. Và đây là hình hai tàu chiến của Hải quân Đức, tàu khu trục Baden-Württemberg và tàu tiếp tế Phăng phục Emmai. Hồi tháng 5, khi hai tàu chiến Đức sắp rời bến cảng Đức thực hiện chuyến đi Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo không nên đi qua eo biển Đài Loan. Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Lin Jian nói rằng Trung Quốc luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải nhưng kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào nhân danh tự do hàng hải để khiêu khích Trung Quốc và đe dọa chủ quyền của nước này. Đây là lần đầu tiên kể từ 22 năm nay, một tàu chiến Đức đi qua eo biển Đài Loan. Đối với Đức, đây không phải là một hành động khiêu khích mà là việc áp dụng luật pháp quốc tế. Ngày 13 tháng 9, ông Roderick, chuyên gia Đức của đảng CDU nói rằng trong những năm gần đây nhiều quốc gia khác thường xuyên đi qua vùng biển quốc tế này tức là eo biển đài loan và ông nhấn mạnh điều quan trọng là nước đức với tư cách là một quốc gia có nền kinh tế lớn hoàn toàn phụ thuộc vào các tuyến đường biển tự do để xuất khẩu hàng hóa rốt cuộc cũng phải làm được điều này đi qua eo biển đài loan bởi vì nếu không thì danh tiếng của đức và sự tin tưởng của các quốc gia trong khu vực như đài loan philippines hay nhật bản đối với đức sẽ bị ảnh hưởng nặng nề Cách đây vài ngày, chính phủ Trung Quốc đã một lần nữa lên tiếng cảnh cáo. Người phát ngôn bộ ngoại giao Melning cho biết, Trung Quốc không chấp nhận những hành động khiêu khích và đe dọa từ các quốc gia liên quan đến việc chống lại chủ quyền và an ninh của Trung Quốc dưới chiêu bài tự do hàng hải. Và đây là hình ảnh chụp xét lịch hai tàu chiến Đức đang đi qua eo biển Đài Loan ngày 13 tháng 9. Đức điều hai tàu chiến đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nhằm thể hiện cam kết duy trì tự do hàng hải ở khu vực này. Các tuyến đường biển an toàn, đặc biệt từ Đông Nam Á đến Châu Âu và Mỹ, là điều kiện tiên quyết cho nền kinh tế thịnh vượng của tất cả các quốc gia. Phó đô đốc phụ trách lực lượng hải quân này của Đức, Excel, phát biểu tại buổi họp chiêu đãi được tổ chức trên con tàu khi con tàu đang thăm cảng Incheon của Hàn Quốc. Được biết, Đức và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2014, đến nay đã 10 năm. Tuy nhiên, mối quan hệ này không suôn sẻ. Năm 2019, Đức lên án hành vi đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc và kêu gọi đóng cửa các trại tập trung ở Tân Cường. Cùng năm, Ngoại trưởng Đức gặp nhà hoạt động Hồng Kông Cho Su khiến Bắc Kinh tức giận. Vào năm 2020, Đức phản đối luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Năm 2023, Ngoại trưởng Đức đã gọi Tập Cận Bình là một nhà độc tài bên cạnh Putin. Tháng 4 năm 2024, Đức đã bắt giữ 3 người vì làm gián điệp cho Trung Quốc đồng thời chặn việc bán một doanh nghiệp tu bin khí cho công ty Trung Quốc vì an ninh quốc gia. Tháng 7 năm 2024, Đức phản đối các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan và các doanh nghiệp Đức có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đức và Trung Quốc cũng bất đồng về vấn đề Đài Loan. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hai tàu chiến Đức đi qua eo biển Đài Loan bất chấp cảnh báo của Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.